Rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một món canh hầm xương rất là ngon và ăn không có ngán miệng nữa. Đó là giò heo hầm măng. Và cách làm như thế nào để khi mà măng mình hầm lên nó không có nghe cái vị đắng, và thịt heo thì không có nghe cái mùi tanh của thịt nữa. Khi mình ăn nước nó ngọt thanh rất là ngon luôn. Cách làm cũng rất là đơn giản luôn. Món ăn này không thể thiếu trong những bữa cơm trong gia đình mình. Mình có thể ăn kèm với cơm nóng hoặc là ăn với bún á, cũng rất là ngon luôn. Thì cách làm như thế nào? Thì mình mời các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình để làm cái món canh giò heo hầm măng này nha. Trước tiên là mình có 500g phanh giò heo. Mình mua, các bạn lựa những cái giò mà cái da của nó mỏng ở bên ngoài đó, chứ đừng có lấy da dày quá heo mình hầm nó sẽ hơi lâu. Thì phanh giò heo này mình cũng đã rửa sạch sẽ với muối và chanh, và mình cũng đã cạo phần dơ bên ngoài của cái da cho nó sạch sẽ rồi. Với 500g măng tre. Măng tre thì có rất nhiều loại măng tre. Măng tre mỡ này, măng tre măng tông, măng tre gai. Thì hôm nay mình sẽ dùng loại là măng tre mỡ nha. Thì các bạn lựa những cái củ nó nhỏ như thế này nè, thì ăn nó sẽ mềm và ngon bởi vì măng nó non. Với 50g gừng mình cũng đã sắc lát sẵn rồi. Để một lát nữa mình luộc với cái phần giò heo á. Gia vị thì mình có là một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh dung đường cát, một muỗng lưng cà phê muối và hai muỗng cà phê nước mắm, một chút xíu tiêu. Hạt nêm thì mình dùng một muỗng cà phê hạt nêm, rau ngò rí mình cũng đã sắc nhuyễn rồi, khoảng 1 cộng 2 cộng gì đó, và 2 cộng hành lá mình cũng đã sắc nhuyễn rồi. Kèm theo đó là mình sẽ dùng cái gốc hành này nè, các bạn cho vào ăn nồi canh mình rất là thơm, và nửa củ hành tây khoảng 50g. Hành tây này mình sẽ chẻ ra làm tư, để một lát nữa mình sẽ cho vào cái nồi nước hầm xương của mình nè. Thì ăn nó sẽ rất là thơm và ngon. Các bạn chẻ ra làm tư như thế này, mình không cần tách ra đâu, mình để nguyên như vậy là được rồi. Măng tre thì mình sẽ gọt vỏ bên ngoài nè, cái phần vàng bên ngoài mình sẽ gọt bỏ đi, bởi vì nó rất là cứng, mình ăn không có được đâu. Mình chỉ lấy những cái phần non thôi. Nếu mà các bạn chưa có ăn loại măng tre mỡ này á, thì mình ăn một lần đi, nó rất là ngon và giòn luôn. Tuy nó có cái hậu đắng nhưng mà mình làm như thế nào để măng tre của mình không còn đắng nữa. Thì khi mình đã gọt vỏ và bỏ những cái phần cứng của nó rồi, mình chỉ lấy cái phần non thì mình sẽ sắc ra thành những cái phanh vừa ăn. Thì mình sắc nó hơi dày dày như thế này nè. Măng hầm các bạn phải sắc dày thì khi đó mình ăn nó sẽ rất là ngon. Còn nếu mà mình sắc mỏng quá thì măng mình ăn sẽ không có cái độ giòn, sẽ không ngon đâu. Đến cái phần đọt của trên nè, mình sẽ lấy cái chiều dài của nó, mình sắc ngang cái mình sắc cái chiều xuôi của nó đó. Mình sắc cái lấy cái chiều dài. Mình cũng sắc dày y gan như lúc nãy vậy đó. Thì lần lượt mình sẽ làm hết những cái phần măng này nha. Mình chuẩn bị một cái thau nước khoảng 1 lít 2 nước. Các bạn cho thêm một muỗng cà phê dung muối như thế này nè, muối bột hoặc muối cục cũng được. Rồi mình quậy cho tan muối đó, cái mình cho cái phần măng vào để mà mình ngâm. Các bạn cho hết những cái phần măng đó vào, mình ngâm khoảng 10 phút vậy đó. Trong thời gian mình chờ ngâm măng thì mình sẽ bắt một cái nồi nước khoảng 1 lít 2 nước nữa để mà mình luộc sơ cái phần giò heo. Thì khi nước vừa lên tim á, các bạn cho cái phần rừng vào. Cái mình cho thịt vào luôn chứ không có cần chờ nước sôi mình mới để vào nha. Mình làm như thế này thì thịt mình nó sẽ không có bị nín ở bên trong. Luộc nó sẽ rất là mau mềm. Thì mình cho hết những cái phần giò heo này vào để mà mình luộc luôn. Các bạn làm như thế này nè thì cái nồi nước súp của mình nó mới trong. Và ăn nó không có nghe mùi tanh nữa. Mình nấu mình mở lửa trung bình thôi, không quá lớn và cũng không có quá nhỏ. Khi mà mình nấu nước sôi lên nó có bọt thì các bạn hớt bỏ phần bọt đi, để cho thịt của mình nó sẽ không có bị thấm đen. Thì mình luộc trong khoảng 15 phút hoặc là 20 phút nha. Mình thì mình luộc trong vòng 20 phút rồi mình mới vớt ra. Mình làm như thế này thì thịt của mình sẽ không có nghe mùi tanh nữa, nó bán đi cái mùi tanh của heo á. Thì mình ăn cái nồi hầm xương rất là ngon luôn. Được 20 phút rồi mình sẽ tắt bếp và mình vớt ra cái phần giò heo này nha. Và mình rửa cái nồi cho thật sạch để mình quay qua mình luộc cái phần măng này. Măng thì mình cũng đã rửa sạch với 3-4 lần nước rồi. Và mình cũng đã để ráo rồi nè. Thì mình chuẩn bị nước để mà mình luộc thôi. Mình cũng cho khoảng 1 lít 2 nước trên cái nồi này nữa. Mình mở lửa cho sôi lên. Rồi mình sẽ cho cái phần măng vào mình luộc. Măng hầm xương như thế này nè thì các bạn ăn thì nó tốn thời gian nhưng mà ăn nó sẽ rất là ngon. Với lại măng các bạn ăn thì mình cũng phải luộc sơ như thế này. Một là nó sẽ không còn bị cái nghe cái vị đắng nữa. Và hai thì măng mình ăn nó sẽ an toàn hơn.
Mình luộc thì các bạn mở lửa nhỏ thôi, không cần mở lửa lớn quá đâu. Mở lửa liu riu thế này nè, luộc trong vòng 40 phút nha. Khi mình luộc nó lâu một chút á thì nước nó sẽ ngả vàng như thế này, và miếng măng mình nó cũng ngả vàng nữa. Nhưng mà khi mình nấu canh ăn nó rất là giòn và ăn rất là ngọt và ngon luôn á. Con tre mình luộc được 40 phút rồi. Các bạn dùng giá mình vớt ra ngoài cái rổ, rồi mình rửa sạch lại với nước lọc. Mình để qua một bên chờ ráo nước. Thì mình cũng tiếp tục dùng cái nồi lúc nãy đó, các bạn rửa sạch lại đi. Mình cho vào đây là 1 lít 8 nước để mà mình nấu cái nồi nước súp mình nha. Khi mà nước sôi lên rồi đó thì mình sẽ cho muối vào, và mình thả những cái phanh giò heo lúc nãy mình luộc sơ đó, mình cho vào lại. Mình nấu như thế này thì nồi nước canh của mình nó sẽ rất là trong và ăn sẽ không có nghe mùi tanh và rất là thơm nữa. Thì khi mà mình cho cái phanh giò heo này vào, nước vừa sôi lên lim rim nè, mình cho cái phần măng vào luôn. Mình nấu phanh giò heo với măng chung một lượt. Hành tây đó mình cũng thả vào luôn để mà mình nấu cái nồi nước súp này. Gia vị thì mình cũng cho vào trong nồi luôn, bột ngọt, hạt nêm nè, đường nè. Còn nước mắm với hành ngò thì một lát nữa mình sẽ cho vào sau khi nào mà chín đó, với tiêu á. Thì khi mà sôi lên rồi các bạn mở lửa liu riu thôi, không có để quá sôi nha. Tại vì mình hầm cái nồi canh măng này nè nó cũng rất là lâu, nó tốn thời gian lắm. Mình mở lửa lớn quá thì nước nó sẽ mau cạn, cho nên là mình mở lửa liu riu thôi. Nước sôi lên á, có bọt thì mình dùng giá mình hớt bỏ đi những cái phần bọt đó đi, và mình dùng giá mình đè đè lên cái phần măng với thịt đó. Các bạn đừng có dùng giá mình quậy nha, mình quậy hoài á, thì cái nồi canh của mình nó sẽ không có trong đâu. Mình luộc một hơi á, thì nước sẽ khánh cạn lại bớt như thế này. Và các bạn nêm nếm lại giùm mình, nếu mà có thiếu gia vị gì đó thì các bạn cho thêm vào giùm mình nha, bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau. Mình luộc được 20 phút rồi á thì mình sẽ vớt đi những cái phần hành hành tây này nè, mình vớt bỏ ra ngoài đi. Tại vì mình nấu như thế này á, mình chỉ để mình lấy cái nước chắc thơm của củ hành thôi. Mình tính từ lúc mà nước vừa sôi lên đó thì đến khi mà chín mình nấu là 45 phút nha. Như vậy thì măng của mình nó sẽ thấm gia vị, ăn sẽ rất là ngon, và phanh giò heo của mình nó cũng mềm nữa. Còn nếu mà các bạn muốn ăn mềm quá thì mình nấu khoảng 50 phút. Thì mình nấu được 40 phút rồi thì mình sẽ cho cái phần hành cộng vào nè. Phanh giò heo nếu các bạn muốn ăn nhỏ thì mình chặt nhỏ lại nha. Mình thì thích để nguyên thế này mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và mình cho hành lá vào nè, ngò rí. Mình gắt xíu tiêu lên. Thì nồi canh của mình cũng đã xong rồi đó, cái mình tắt bếp. Khi các bạn tắt bếp mình mới cho nước mắm vào nha. Như vậy thì nồi canh của mình nó sẽ rất là thơm và đậm đà. Canh thì có một xíu nước mắm như thế này nè, mình ăn nó sẽ rất là ngon. Và chỉ việc mình múc ra tô và mình ăn thôi. Các bạn có thể ăn kèm với cơm nè, hoặc là ăn với bún cũng rất là ngon nữa. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn vô cùng luôn á. Chấm kèm với một xíu nước mắm ớt nữa thì không còn gì bằng luôn á. Thịt mình chấm với nước mắm nè, các bạn ăn nước mắm trong á, rất là ngon luôn. Và thịt mình nó không có quá mềm và cũng không có quá cứng nữa. Ăn ngon vô cùng luôn á. Và măng mình nó cũng thấm với gia vị đó, ăn giòn giòn ngon vô cùng luôn. Thì món canh hầm giò heo của mình đến đây cũng đã hoàn thành rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.